Bé Thiên Ngân giờ ở đâu? Dạ bé Ngân cũng đi học. Đi học rồi, ở trên này ở chợ. Còn Cường bây giờ ở đâu nữa? Con không biết trên liền. Không biết luôn hả? Chị em thấy mẹ chị em lưu lạc hết rồi. Mẹ thì như mẹ mất cái gì em tan rã nhưng không biết người nơi ở chân rồi. Đúng không? Dạ. Ngoài cái công việc khác thì Nhung còn làm gì nữa không? Dạ con bán đồ quần áo online dạ. Dạ. Bán được không? Cái này mà làm được. Dạ cũng được, mọi người cũng ủng hộ nhiều. Dạ, ủng hộ nhiều. Thì con sắp mở shop rồi. Ồ dữ vậy hả? Mở shop ở Sài Gòn đúng không? Để cho hy vọng nó có công việc ổn định ngoài việc khác của mình. Dạ. Phải có công việc ổn định mới được. Dạ. Cho mẹ nhà bán được. Dạ. 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 Còn anh chị em gì nữa không? Con có mình, mẹ con có mình con. Ờ, còn ba không? Ba con mất rồi. Ờ, dạ. Ờ, lúc mà nhỏ giờ chỉ ở với mẹ thôi. Ba con mất hồi con 11 tuổi. Ờ. Đi hát là lần rồi ba mất rồi. Thì là thời điểm mình là thầy còn ở bên Thái. Thầy có theo dõi cái chương trình The Voice. Ừ, dạ. Con rất ủng hộ con Hiền. Con thi cái đó mới vô vòng 2 là con rớt rồi. Đúng rồi, thì nói thì rất là trường với lại thầy kia đang đi Mỹ rồi trường. Với lại thầy kia rất là ủng hộ Thu Hiền là còn thời điểm đó. Mà không biết sao thì hôm sau sau này thì nghe được Thu Hiền được cô Phi Dung rồi cũng có làm tốt rồi cũng dạ. Giúp đỡ mình á. Dạ. Thầy cũng rất là yên tâm. Thầy cũng có thấy cái hoàn cảnh đó, thấy cũng tỏ với nó thì nó trường. Cũng muốn nói là đi về cũng chi cho gặp Hiền để có cái gì tấm lòng gì đó mình gửi một chút để hỗ trợ cho Hiền đi học không có thời điểm đó Hiền ở bên Thái. Dạ. Điểm nó cười lắm ra mấy anh em, hai anh em coi cái chương trình đó thì thấy thời điểm đó sao không hấp dẫn lắm thời điểm mà đầu mùa. Dạ đúng rồi, cái đó con thi là mùa 2. Mùa sau Mỹ Chi. Mùa sau lắm, giờ mấy giờ dần xong đi nghỉ luôn không giờ còn không nào. Dạ. Bị hết luôn rồi. Chương trình hết rồi không? Bây giờ sao rồi? Mùa 1, mùa 2, mùa 3 là hay. Còn mấy mùa sau thì cũng được. Bây giờ cũng nghỉ rồi, nhậu rồi mấy người ta dạ. Đâu có tiễn được mấy người. Bây giờ này là đang bán hay là làm sao? Đâu con đang like nói chuyện với mọi người. Nhà nào cũng like hay là sao? Dạ không, con đi hát cũng phải like. Hát phải like. Còn bán hàng thì lâu lâu con cũng phải like thôi. Bây giờ đi học lớp mấy rồi? Con nghỉ học rồi. Đi học á? Con học lớp mấy mà nghỉ rồi? Con học lớp 9 xong rồi. Xong cố gắng mà học cho hết luôn đi. Không phải, tại vì con lo nhiều cái nên là con không có thời gian học. Học bổ túc đó, tranh thủ. Thì con học bổ túc đó. Nhưng mà bây giờ hết hết cái gì ta? Cái 2 năm ba lớp đó thầy. Nếu cái thầy cũng lớn, cái thầy cũng đi học bổ túc bình thường. Dạ. Thì con cũng đi học bổ túc từ đó tới giờ chứ tuổi con đâu có học đúng trường đâu. Bây giờ ở đây nha, đây trường con cũng thảo đi kia thảo đi con về nhà mặt náo tí. Dạ dạ dạ. Dạ có gì thầy nhà náo con nhà. Em hát xong thì xong ở lại dùng thiếu là cái gì đó mình hát có dành biết bằng. Dạ, cảm ơn thầy. Hello mọi người. Trời, nãy giờ nói chuyện với thầy. Dạ, nói chuyện với thầy, thầy hỏi xong rồi làm mọi người nghe luôn á. Thầy hỏi về chuyện gia đình xong rồi mọi người nghe luôn á. Cái nhân này giống hình bộ cái nhân của em làm bánh rồi. Cái nhân thu á. Cái nhân này nè, chỗ này nè, trang luôn. Nha, yeah, ám ảnh luôn á. Bữa là ai à, vô đi à. Hú, trời ơi. Là ôi, chị. Hello, chị. Cảm ơn. Muốn lấy lên được cái này nè. Không biết là thầy đã gửi qua cho em câu hỏi hôm nay chưa. Ủa? Nói gì vậy chị? Em nay sẽ hát mấy bài? Em hát 2 bài. Ờ, xong rồi mình gửi lại trong điện tín thì tại vì thầy muốn kiểu kể về cuộc đời của em các thứ ấy, cho mọi người nghe. Thầy không nói à? Không nói. Chị có gửi kịch bản cho thầy rồi. Thầy nói ngắn gọn thôi. Đúng rồi, chị chỉ hỏi ngắn gọn 3 câu thôi. Câu đầu tiên là theo chị được biết thì hoàn cảnh của em cũng khó khăn nhưng lại đam mê ca hát. Nên cố nghệ sĩ Phi Nhung đã nhận em làm con nuôi và em được thật sự đam mê ca hát của mình để em có thể chia lại câu chuyện của mình. Khi nào mà chia sẻ câu chuyện mà mình đã gặp mẹ Phi Nhung như nào mà mình đã phát triển ra sao ngắn gọn không? Vậy chị không biết em rồi, em là một đứa ít nói lắm. Em
được mấy cái câu đó đâu. Dạ bây giờ em có thể chia sẻ ngôn từ của em nên... Không thì em cứ nghĩ gì em nói đi. Em giờ em thấy câu em cứ nghĩ gì nói lại không cần. Trong lời bài hát em trả lời được dùng tận dụng với lời bài hát. Tại vì em chỉ kể lại là ngày xưa gia đình em sao khó khăn như nào, xong rồi em vô tình gặp mẹ trong hoàn cảnh như nào. Ok, cái đó thiết thực. Đúng đúng, giờ chị chỉ hỏi về câu chuyện của em thì đâu có hỏi về ngoài. Câu hỏi thứ hai là Đức Phật có dạy rằng cuộc sống là vô thường và mạng sống là trong hơi thở. Nhiều khi hôm nay chúng ta còn khỏe mạnh nhưng mà chưa biết ngày mai chúng ta sẽ như thế nào. Đấy là câu lời dẫn của chị. Và khi mà mẹ Nhung còn sống thì đã dẫn dắt và chị dạy các em trong nhà về con đường Phật pháp như thế nào, mẹ có dạy không? Mẹ có dạy về Phật pháp thì hay là có chia sẻ gì về lời của Đức Phật dạy hay như nào? Mẹ dạy em về cách làm đời sống người với mọi người xung quanh thôi. À cũng được thì em cũng có gì sửa đó. Mẹ dạy mình như thế nào? Hả? Ý là mẹ sẽ một câu chuyện nào đó, ví dụ như có một lần em làm sai cái gì đó hay là một cái không phải một lần mẹ hướng dẫn em như thế nào, có một em nhớ một câu chuyện nào đó mà mình nhớ nhất không? Nhờ nhiều quá. Hay là bây giờ em muốn chị hỏi một câu nào khác cũng được, chị sẽ đổi. Chị hỏi con là dễ dễ thôi. Chị hỏi là thế biết gì bên cạnh con việc đi học và đi hát thì mà thấy em có phụ giúp quán chay đúng không? Dạ. Yeah. Thế thì là một người vậy thì tương lai em sẽ có dự tính gì về con đường âm nhạc hay sự nghiệp của mình hay không? Thì có thể chia sẻ. Dạ, em chia sẻ. Thế thì hỏi em hai câu nào? Một câu nào thôi. Rồi. Ok, hai câu thôi nhá. Bỏ câu ở giữa. Dạ. Yeah. Tại vì tầm thời lượng chương trình cả một tiếng đồng hồ lận. Em với cả anh Lâm Hùng nữa chia đôi mỗi người 30 phút đó. Nếu mà em nói ít là chị phải gánh hết cho anh Lâm Hùng. Đúng rồi, chú Hùng nói đi. Em ít nói. Hùng nói nhiều á. À dạ, ok. Giống vậy nữa. Em ít nói lắm, tại bình thường em tại vì không có biết. Em chỉ hát hai bài trước đúng không? Hai bài trước. Em hát bài Mẹ Từ Bi với lại Ông Ở Cà Mau. Hello mọi người nha. Hello Thùy Linh, hello mọi người nha. Hello không có tên, hello chị Vi Lê. Hello tất cả mọi người. Hello cậu. Xin chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Mọi người ăn cơm chưa? Hello em ruột Trúc Ly. Hello Vi. Hello mọi người. Ai spam là em chặn nick người đó luôn nha. Hello cậu. Cậu khỏe không cậu? Hello Tú Quyền. Hello Quỳnh Chi. Hello Jenny. Hello Huyền Trang. Chào Huyền Trang nha. Hôm nay em sẽ like bộ đồ đồ bộ mid size á. Là size lớn á, size dưới 75 kg. Hello cô Bích Lan. Hello chị Hương. Hello Trang Trà nha. Chào Thiên Hương. Chị ăn cơm rồi, mới vừa ăn cơm luôn. Không ăn cơm nha, hôm nay mình ăn vô chế độ healthy rồi. Thấy con khỏe là cậu khỏe. Hello Trân. Con chào cô Bình Tĩnh Sống nha. Con chào Lan Vũ, chào mọi người. Mọi người ăn trưa chưa? Hello Trúc Linh. Hello Thị Mơ nha. Chào Kim Cương nè.
Nay cái áo thun có, hôm nay chỉ còn có vài cái áo thun thôi nha mọi người.